Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm tròn 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Điện Hùng, 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2024. Chính nơi đây, người đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện lịch sử với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong và để lại câu nói bất hủ: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Chương trình thời sự đặc biệt của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng để ôn lại sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này. Thêm một lần nữa, hiểu hơn về tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như hành trình 70 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện theo lời căn dặn của người. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Phú Thọ dâng hương dâng hoa kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về thăm Điện Hùng 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2024. 70 năm qua, lời căn dặn của Bác Hồ tại Đền Hùng đã trở thành lời hiệu triệu muôn trái tim người Việt nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, đoàn kết, chung tay, dựng xây đất nước, gìn giữ giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã gây dựng. Lãnh đạo tỉnh trao hỗ trợ khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 tại các địa phương. Chuẩn bị phá dỡ kết cấu cầu Phong Châu bị sập, thu dọn hiện trường, trục vớt các phương tiện. Sáng nay tại đền thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các vua Hùng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2024. Dự lễ dâng hương có đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vi Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phú Thọ, đất tổ Hùng Vương, nơi hội tụ khí thiêng sông núi. Nơi đây các vua Hùng đã dày công khai sơn phá thạch, lập nên giang sơn bờ cõi, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Công đức của các vua Hùng luôn là điểm tựa tinh thần tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Đền Hùng cách đây 70 năm. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng cùng các đại biểu đã vào Thượng Cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Trước anh linh tiên tổ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện không ngừng học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng nhau đoàn kết một lòng, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy trí tuệ, tâm sức, xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, giàu mạnh. Cầu xin Thánh Tổ phù hộ độ trì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ vượt qua những khó khăn, thách thức, chỉ đạo khắc phục tốt mọi hậu quả do bão lũ gây ra, ổn định đời sống của nhân dân trong tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2024, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Cũng trong sáng nay, tại Bức Phù Điêu, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Tỉnh Phú Thọ đã tổ chức dâng hoa kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng. Dự lễ dâng hoa có đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện thành thị trong tỉnh và khu di tích lịch sử Đền Hùng. Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 19 tháng 9 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng và thắp hương tri ân công đức tổ tiên. Tại đây, Bác đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Người căn dặn, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời dạy của Bác giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, như một chân lý sáng ngời, thể hiện sự tôn kính, nhớ ơn công lao dựng nước và giữ nước của các vua Hùng và các bậc tiền nhân, thể hiện ý chí đoàn kết của toàn dân tộc trong việc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Lời của người là lời của sông núi, không chỉ dành cho Đại đoàn quân Tiên Phong mà cho toàn quân và dân tộc Việt Nam trong suốt 70 năm qua và sẽ còn mãi muôn đời. Tại Bức Phù Điêu, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong,
đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu đã dâng hoa tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. 70 năm qua, những lời căn dặn của Người tại Đền Hùng luôn là kim chỉ nam soi đường cho lớp lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh ra sức rèn luyện phấn đấu. Trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã cùng nhau đoàn kết, kề vai sát cánh, chung sức đồng lòng, huy động sức người, sức của cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc, mang lại hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc. Trong xây dựng và phát triển đất nước, tỉnh Phú Thọ không ngừng giữ gìn, bảo tồn, phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc trên quê hương đất tổ vua Hùng. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và củng cố quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện đời đời khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Bác, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển giàu mạnh, góp phần gìn giữ giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã dày công gây dựng. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa trao hỗ trợ 1 tỷ đồng của Ban vận động cứu trợ tỉnh cho huyện Thanh Thủy để khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Thủy, hoàn lưu bão số 3 và mưa lũ trên địa bàn đã làm 2 người bị thương, 65 công trình nhà ở bị đổ sập, hư hỏng và tốc mái, làm đổ 100 mét tường bao của tượng đài chiến thắng Tu Vũ. Mưa lũ cũng khiến cho hơn 142 ha lúa, hoa màu bị đổ ngập, làm sạt lở nhiều diện tích đất canh tác ven sông Đà và cống ngòi tiêu, tổng thiệt hại tài sản khoảng 7 tỷ đồng. Trao 1 tỷ đồng của Ban vận động cứu trợ tỉnh cho huyện Thanh Thủy để khắc phục hậu quả thiên tai, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc chủ động, kịp thời phòng chống bão lũ. Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân, doanh nghiệp, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án an toàn tại các khu vực cầu, cống, đê điều có nguy cơ sạt lở cao, ra soát thống kê chính xác, cụ thể các thiệt hại để có hướng khắc phục xử lý. Cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện Thanh Thủy đã đi thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho gia đình có người bị thiệt mạng trong vụ sập cầu Phong Châu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn cũng vừa thăm, tặng quà một số hộ dân, trao tiền hỗ trợ của tỉnh và kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra tại huyện Yên Lập. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn đã trao 1 tỷ đồng từ nguồn Ban vận động cứu trợ tỉnh Phú Thọ hỗ trợ cho huyện Yên Lập khắc phục hậu quả bão số 3. Huyện Yên Lập trao hỗ trợ cho xã Trung Sơn 200 triệu đồng. Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của nhân dân các xã phải gánh chịu do cơn bão số 3, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn mong muốn cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số vị trí sạt lở và thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất phải di dời nhà cửa tại xã Trung Sơn. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Lập, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại về tài sản, giao thông, thủy lợi, hoa màu trên địa bàn với tổng giá trị trên 40 tỷ đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Yên Lập phải thường xuyên kiểm tra các vị trí đã sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất, cắm biển cảnh báo, căng dây, hướng dẫn giao thông. Tại các điểm sạt lở ta luy dương, ta luy âm, hở hàm ếch phải bố trí cán bộ trực hướng dẫn người dân lưu thông tránh nguy hiểm. Huy động phương tiện, máy móc và nhân lực dọn dẹp, không để ách tắc giao thông. Tiếp tục theo dõi, di rời đối với những hộ đã bị sạt lở đất, sập nhà khỏi vị trí nguy hiểm. Trước mắt, huyện và xã phải bố trí nhà ở tạm và nhu yếu phẩm cho người dân. Đồng chí lưu ý phải tuyên truyền cho bà con không được làm nhà tại vị trí cũ, bởi nguy cơ sạt lở đất đồi theo cung trượt rộng là rất cao. Bên cạnh đó, phải điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư, đề xuất cấp có thẩm quyền, điều chỉnh mục đích sử dụng đất, làm thủ tục giao đất để người dân xây nhà ở những vị trí an toàn, an cư lạc nghiệp. Đồng thời tiếp tục thống kê, rà soát thiệt hại, báo cáo, đề xuất phương án hỗ trợ, lập dự án khắc phục, gia cố các công trình bị ảnh hưởng do cơn bão số 3. Về lâu dài phải tuyên truyền vận động để bà con trồng rừng, giữ đất, giữ rừng, phát triển kinh tế đồi rừng và phòng ngừa lũ ống, lũ quét.
Sáng nay, Đại tá Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ trì họp triển khai công tác chuẩn bị phá dỡ kết cấu cầu Phong Châu bị sập, thu dọn hiện trường sự cố, trục vớt các phương tiện và kết cấu công trình. Hội nghị đã công bố các quyết định liên quan đến công tác chuẩn bị phá dỡ cầu Phong Châu bị sập và phương án cứu hộ, cứu nạn, trục vớt phương tiện chìm đắm và phần cầu Phong Châu bị lũ cuốn trôi. Theo đó, đối với các phương tiện chìm đắm nằm ngoài nhịp dàn thép của cầu, có thể trục vớt được ngay. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Nghị sử dụng tàu trục vớt phương tiện chìm đắm và đưa về gần bờ, sau đó dùng cần cầu chuyên dùng 150 tấn trên bờ, nâng, nhấc, đặt phương tiện vào khu vực bãi tập kết. Đối với các phương tiện chìm đắm nằm trong nhịp dàn thép của cầu, không thể trục vớt ngay được, sử dụng cần cầu chuyên dùng 400 tấn đặt trên bờ và hai tàu có lắp trục vớt cùng các phương tiện, thiết bị cần thiết để nâng nhấc dàn thép lên khỏi mặt nước, tiến hành cắt từng nhịp dàn thép, sau đó dùng tàu lai dắt chở từng nhịp dàn thép vào bờ và dùng cần cầu chuyên dùng 150 tấn trên bờ, nâng nhấc đặt vào khu vực bãi tập kết. Cắt các nhịp dàn thép cho tới khi có thể đưa phương tiện chìm đắm ra được thì tiến hành đưa phương tiện chìm đắm vào bờ rồi tiếp tục tiến hành cắt tháo dỡ các nhịp dàn thép còn lại. Đối với nhịp dàn thép, phương tiện bị bồi lấp sâu dưới lớp cát phù sa, ngoài sử dụng các phương tiện thiết bị cần thiết, sẽ sử dụng thêm vòi xối, hút để loại bỏ lớp cát phù sa bồi lấp phương tiện và nhịp dàn thép. Đối với bê tông mặt cầu, trụ cầu, cọc, bệ mố chìm dưới nước, sử dụng cần cầu chuyên dùng 400 tấn đặt trên bờ và hai tàu có lắp trục vớt để nâng nhấc lên mặt nước. Phần bê tông nhô lên đến đâu, đơn vị thi công sử dụng máy xúc tiến hành phá dỡ đến đó. Riêng đối với phần trụ cầu T7 bị đổ không thể phá dỡ, lai dắt và chưa tính toán để giải quyết, xử lý theo phương án này, công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Nghị sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền, thả phao, báo hiệu cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, chờ khi nước xuống để tiến hành phá dỡ, thanh thải. Thời gian dự kiến trục vớt 60 ngày. Kết luận, Đại tá Nguyễn Đình Cương yêu cầu các lực lượng chức năng, các địa phương, thành viên tổ giám sát theo chức trách nhiệm vụ được phân công, triển khai công tác trục vớt, phá dỡ cầu Phong Châu bị sập, thu dọn hiện trường, đảm bảo tiến độ, an toàn. Tính đến 18 giờ chiều nay, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã huy động máy ủi, máy lu, máy múc, ô tô và nhân lực tiến hành san gạt mặt bằng, giải bây và đã di chuyển đặt cầu chuyên dùng vào vị trí. Sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi, cắt từng nhịp dàn thép, chuẩn bị tiến hành trục vớt ô tô tải bị đắm. Lực lượng công an tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự khu vực trục vớt, cử cán bộ trực, canh gác, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực nguy hiểm. Sáng mai 20 tháng 9, tất cả các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai công tác trục vớt nhịp cầu, phương tiện bị đắm và tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, các lực lượng tham gia đang hiệp đồng chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ trục vớt. Thưa quý vị, kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng là sự kiện chính trị có nghĩa đặc biệt quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Xúc động, tự hào và biết ơn là cảm xúc chung của nhiều người khi nhớ về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Trong ngày kỷ niệm ý nghĩa này, hãy cùng chúng tôi ngược dòng thời gian tìm về những ký ức lịch sử để hiểu rõ hơn sự kiện Bác Hồ về thăm Đền Hùng. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Không đâu như ở Đền Hùng, nơi mà quá khứ và hiện tại, truyền thống dựng nước và giữ nước lại được kết nối chặt chẽ như ở đây. Sự kiện Bác Hồ về thăm Đền Hùng lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 9 năm 1954 là minh chứng rõ nét cho sự kết nối mang tính lịch sử ấy. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Theo Hiệp định Geneva năm 1954 về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Bác Hồ cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ thủ đô gió ngàn Việt Bắc trở về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Các tài liệu lịch sử ghi lại, sáng ngày 18 tháng 9 năm 1954, Bác xuất phát từ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, qua Bình Ca, sang đất Tuyên Quang, qua Đoan Hùng đến thị xã Phú Thọ. Người đến Đền Hùng và nghỉ qua đêm tại Đền Giếng. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 1954, người lên thăm các địa điểm ở khu di tích này.
Đây là lần đầu tiên bác đi thăm Đền Hùng. Buổi sáng mà trước khi gặp bộ đội đấy, thì bác đi thăm rất kỹ từ đền hạ như thế nào, rồi từ chùa như thế nào, rồi lên đền trung, nói chuyện với anh em ở trên đền thượng, xong trở xuống đền giếng. Bác xem chi tiết, di tích lịch sử với một cái tâm trạng rất là ngưỡng mộ cái di tích lịch sử đặc biệt quan trọng của dân tộc ta. Đền Hùng, Hùng Vương, trong lịch sử nhà nước đầu tiên của nước Việt Nam của chúng ta, Bác Hồ đã chọn một cái biểu tượng của cả một dân tộc, muốn thưa lại với tiền nhân, với tổ tiên, với cái gốc gác của quốc gia, báo cáo các thế hệ thời đại Hùng Vương, thế hệ Hồ Chí Minh tiếp tục là đi theo con đường của Hùng Vương, dựng nước và giữ nước. Cũng chính tại nơi biểu tượng thiêng liêng của cả dân tộc, người đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với cán bộ, chiến sĩ đại đoàn 308 quân tiên phong đang trên đường trở về tiếp quản thủ đô. Trong buổi gặp mặt, nghe bác nói chuyện hôm ấy, có khoảng gần 100 người, gồm cán bộ từ cấp đại đội trở lên, đại diện cho 3 trung đoàn cùng một số tiểu đoàn trực thuộc của đại đoàn 308 quân tiên phong. Sở dĩ chọn đại đoàn 308 vì đây là một đại đoàn lập chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và ngay trong trận Điện Biên Phủ vừa rồi. Đặc biệt trong đại đoàn 308 lại có trung đoàn thủ đô. Đây là cái trung đoàn được thành lập vào những ngày toàn quốc kháng chiến năm 1946. Trung đoàn cuối cùng rút ra khỏi thủ đô Hà Nội. Một trung đoàn chủ lực của đại đoàn 308. Và hôm nay trong đội hình về tiếp quản Hà Nội, đại đoàn 308 lại chọn trung đoàn thủ đô là lực lượng nòng cốt để về tiếp quản. Ý nghĩa rất là to lớn khi mà lựa chọn đại đoàn 308. Đến đây như vậy tức là đơn vị đã xếp đội hình ngồi như thế này đây. Tức là bác ngồi cửa này. Thế là còn chúng tôi ngồi đây là cái suối. Chứ không ai ngồi cả. Thế lúc bấy giờ nó không được lát gạch thế này đâu, cũng đất đá lộn nhộn cả chứ không thế này đâu. Thế thì như vậy tức là khi tổ họp xong ấy thì là bác ở trên đền giếng đi với đồng chí Sông Hào là chính ủy sư đoàn. Với đồng chí Quảng là cán bộ tổng cục chính trị đi xuống đền đón tiếp bác, dẫn bác ở trên đền hạ xuống đây. Thì bác ngồi anh em đứng tất cả, vỗ tay, không ngớt. Hoan hô Hồ Chủ tịch muôn năm. Thế là anh em hô thế. Đến khi hô mãi cho đến khi bác vào ngồi vị trí rồi. Bác ngồi, các chú ngồi xuống. Thế là tất cả anh em ngồi xuống. Ngồi xuống thì bác hỏi là, thế các chú có biết đây là đâu không? Thế một đồng chí cán bộ đứng lên, thưa bác, đây là nơi đền thờ các vua Hùng ạ. Bác bảo đúng rồi, các vua Hùng đã có công giữ nước, nay bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Hiện nay còn 2 tấm ảnh chụp buổi gặp gỡ lịch sử này. Bác ngồi trên bậu cửa đền giếng. Trên bậc thềm bên phải bác là chính ủy Song Hào, bên trái là phó văn phòng tổng quân ủy Thanh Quảng. Bức ảnh được lưu giữ tại nhiều nơi và cũng được trưng bày trang trọng tại nhà lưu niệm của gia đình chính ủy Song Hào, chính ủy đầu tiên của đại đoàn 308. Cuốn sổ tay của chính ủy đã ghi chép lại cẩn thận những lời căn dặn của người với bộ đội khi về tiếp quản thủ đô. Đó cũng là điều mà các chiến sĩ của đại đoàn quân tiên phong vinh dự được gặp người nhớ mãi. Thường thường có kể lại là khi mà được nghe tin như thế thì tất cả các đồng chí chiến sĩ chủ chốt của đại đoàn rất phấn khởi và thao thức cả đêm. Lúc ấy đều mong muốn được gặp bác. Và khi mà buổi sáng vừa mới bắt đầu hửng thì cả các cán bộ, tất cả các đồng chí cán bộ chủ chốt hành quân lên chỗ đền Hùng để gặp bác. Thì cái buổi gặp bác hôm đó thì các đồng chí cán bộ chủ chốt đều không biết là bác Hồ như thế nào cả. Đến khi vừa nhìn thấy bác là các đồng chí hoan hô vỗ tay. Đền Hùng, biểu tượng của cội nguồn dân tộc, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, nơi quy tụ mọi người con đất Việt trong nghĩa đồng bào. Địa linh ấy được nhân kiệt là lãnh tụ Hồ Chí Minh, người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam thời hiện đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới về thăm. Địa linh ấy do gặp nhân kiệt ấy và cả
niệm linh thiêng ý nghĩa. Tấm biên này được dựng ngay trước cửa đền giếng, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng, khắc lại câu nói bất hủ của Bác năm xưa. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đã khái quát mấy ngàn năm lịch sử, rút ra được quy luật tồn tại và phát triển muôn đời của đất nước. Dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Thời điểm Hiệp định Geneva về việc đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết, nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền. Nhân dân ta đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặt trong bối cảnh ấy, để thấy lời căn dặn, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, không chỉ nói với đại đoàn quân tiên phong, mà còn nói với toàn quân, không chỉ nói với nhân dân Phú Thọ, mà còn nói với nhân dân cả nước. Không phải thế kỷ 20, thế kỷ 21, mà mãi mãi về sau, bất cứ người Việt Nam nào, bất cứ làm việc gì, bất cứ ở đâu, cũng phải không bao giờ được quên mình là con cháu của vua Hùng, phải có nghĩa vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng mà vua Hùng đã dày công dựng đắp tạo nên nam. Chứ tôi nghĩ rằng là cái lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sĩ quan quân đội đại đoàn 308 ở đền vua Hùng, nó có ý nghĩa như một lời hịch, như là một lời kêu gọi non sông đất nước. Mà cái lời nói này nó trường tồn, nó xuyên thuộc không gian và thời gian. Cái điều này chắc chắn không chỉ dân tộc Việt Nam, mà tôi nghĩ còn tất cả dân tộc thế giới cũng tiếp thu cái ý nghĩa trong lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ cái độc lập, chủ quyền, thống nhất lãnh thổ của các vùng quốc gia mình. Cái điều này nó vượt không gian và thời gian. Từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, cả dân tộc vẫn vững vàng tư tưởng dựng nước gắn liền với giữ nước, khẳng định tầm vóc tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp, người đã kêu gọi toàn quốc kháng chiến, quyết tâm thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. Từ sức mạnh đoàn kết dân tộc, lịch sử ghi tên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, tư tưởng chỉ đạo dựng nước đi đôi với giữ nước lại được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển lên một bước cao hơn, thành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội và giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dân ta hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng là giành được độc lập, viết tiếp bài học lịch sử hàng ngàn năm của cha ông về truyền thống đoàn kết, yêu nước nồng nàn, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng trên bất kỳ mặt trận nào. Các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Một lời dạy đi vào lịch sử dân tộc. Vì bác dặn thế nào? Phải tôn trọng lịch sử, phải biết ơn lịch sử, phải đánh giá đúng giá trị của lịch sử. Và đồng thời hôm nay phải khai thác cái truyền thống của lịch sử đấy, khai thác những cái tốt đẹp của cha ông ta để lại đấy, đi vào cuộc sống hôm nay. Chúng ta trong hoàn cảnh nào, kể cả trong hoàn cảnh hòa bình, kể cả trong hoàn cảnh xây dựng đất nước, thì luôn luôn phải xác định một cái tư thế, một cái sự chuẩn bị để giữ vững Tổ quốc khi bị xâm lăng. Cho đến bây giờ, cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Bác Hồ và cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong đã trở thành cuộc gặp gỡ lịch sử kết nối quá khứ với hiện tại. Để ghi nhớ lời căn dặn của Bác, năm 2001, Bộ Quốc phòng đã xây dựng bức phủ điêu gắn hình ảnh Bác Hồ nói chuyện với đại đoàn quân tiên phong tại đền giếng cùng câu nói bất hủ: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Năm 2004, nhân kỷ niệm 55 năm thành lập đại đoàn 308 và 50 năm Bác Hồ về thăm đền Hùng, Ban Liên lạc cựu chiến binh quân tiên phong ở Phú Thọ đã dựng tấm bia đá ghi lời căn dặn của Bác ngay tại bậc thềm đền giếng, cũng để khắc ghi tình cảm của cán bộ, chiến sĩ với Bác Hồ kính yêu. Sư đoàn của chúng tôi là sư đoàn 308, sư đoàn quân tiên phong đầu tiên của quân đội Bác đi thăm, diễn tập Bác đến. Nên là tình cảm của chúng tôi đối với Bác phải nói rằng không thể tả hết nó thế nào được cả.
tình cảm không phải là lãnh tụ nhưng đồng thời còn là bác cháu. Cho nên chúng tôi được mang cái tên là bộ đội của Hồ, nó ở cái ý nghĩa vấn đề như vậy, tức là nói là bác Hồ với bộ đội, gọi là bộ đội của Hồ, như ông với cháu, như cha với con. Đại đoàn 308 quân tiên phong, nay là sư đoàn bộ binh cơ giới 308 quân tiên phong. 70 năm sau ngày gặp bác tại đền Hùng, 75 năm ngày thành lập, lời căn dặn ấy vẫn vọng vang như một mệnh lệnh thiêng liêng trong suốt chặng đường chiến đấu và công tác. Đại đoàn quân tiên phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng, tiếp quản thủ đô, cùng quân dân cả nước bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam. Không một chiến dịch lớn nào vắng bóng sư đoàn 308, sư đoàn mang danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, từng đứng trong đội hình binh đoàn quyết thắng, binh đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng với lần về thăm đền Hùng vào ngày 19 tháng 9 năm 1954, tỉnh Phú Thọ đã vinh dự 9 lần được đón bác về thăm. Những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình của người đã trở thành động lực thôi thúc đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Trong tiến trình đổi mới, hội nhập, phát triển, Phú Thọ đã và đang xây dựng tỉnh nhà trở nên giàu mạnh như lời bác từng căn dặn năm xưa. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nơi vinh dự được đón bác về thăm vào năm 1954 và sau đó là năm 1962. Thực hiện lời căn dặn của người, với những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ, nơi đây thường xuyên được chỉnh trang, tôn tạo, nâng cấp các hạng mục, tạo cảnh quan trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp, xứng tầm vị thế là di tích quốc gia đặc biệt, nơi hội tụ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để người dân cả nước hướng về với tinh thần từ đền Hùng nhìn ra cả nước hướng về đền Hùng. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận khu di tích lịch sử đền Hùng là khu du lịch quốc gia. 2004 thì Thủ tướng Chính phủ lại phê duyệt quy hoạch phát triển đền Hùng đến năm 2015. Và sau giai đoạn 2015 đấy thì Chính phủ cũng đã hai lần điều chỉnh quy hoạch rồi. Và chúng ta từ khi có dự án và có quy hoạch đấy thì chúng ta đã tập trung xây dựng đền Hùng, biến nơi đây từ một cái di tích của các làng xã trở thành một cái di tích cấp quốc gia. Nó rất là đàng hoàng, to đẹp, nó ngang tầm vóc cái nơi mà chúng ta thực hành cái tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đã được UNESCO công nhận là cái di sản văn hóa của nhân loại. Thành phố Việt Trì, kinh đô của nhà nước Văn Lang xưa, nay đã vươn mình trở thành thành phố năng động, hiện đại trên bước đường hội nhập và phát triển. Những tuyến đường, khu phố, quảng trường, các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị mới đã mở rộng không gian đô thị, xứng tầm đô thị loại 1. Một thành phố bình yên, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống đang dần hiện hữu. Việt Trì hôm nay còn là niềm tự hào của người dân đất tổ khi Thủ tướng Chính phủ quyết định xây dựng thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Đến Việt Trì là thấy rất tự hào vì cái sự là đầu tư để làm sao thành phố đáp ứng được yêu cầu và cái tiêu chí sáng, xanh và sạch, đẹp. Phú Thọ hôm nay đã và đang chuyển mình với nhiều công trình bề thế hiện đại. Mạng lưới giao thông đồng bộ liên vùng kết nối các tuyến đường cao tốc, quốc lộ được hình thành. Các dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch được triển khai nhanh. Khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện rõ nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ trong việc thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính Park Index, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT năm 2023 đều nằm trong danh sách 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Phú Thọ đã và đang là lựa chọn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước tới nghiên cứu đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn. Năm 2023 đã thu hút mới bổ sung vốn 102 dự án, trong đó có 83 dự án DDI, vốn đăng ký gần 6.900 tỷ đồng, 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, vốn đăng ký hơn 218 triệu đô la Mỹ.
Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn tới các sở ban ngành của tỉnh Phú Thọ. Khi chúng tôi đến Việt Nam, họ đã cung cấp rất nhiều hướng dẫn quan trọng để chúng tôi có thể thiết lập doanh nghiệp tại đây, đồng thời còn kết nối chúng tôi với các nhà cung cấp địa phương. Điều đó thực sự rất hữu ích đối với chúng tôi, đặc biệt vào năm 2019-2020, khi dịch COVID xảy ra, chính quyền tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho công ty chúng tôi. Cuộc sống mới đã hiển hiện trên khắp các miền quê đất tổ, trong ánh mắt và nụ cười của mỗi người dân. Những vùng đất khô cằn xoài đá giờ đã trở thành bờ sôi ruộng mật. Hiệu quả tích cực của việc dồn điền đổi thửa, triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa bền vững. Người nông dân đất tổ hôm nay đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mạnh dạn tham gia vào quá trình chuyển đổi số với khát vọng đưa các sản phẩm ô cốp vươn xa. Xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu đã mang tới sức sống mới, diện mạo mới, tạo nên những vùng quê xanh mát, trù phú, yên bình, đáng sống. Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 6 huyện nông thôn mới, 136 xã nông thôn mới, hơn 1.600 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Năm nay tôi đã 84 tuổi, tôi thấy chưa bao giờ đường làng, ngõ xóm và không khí nó vui tươi như những ngày này. Chúng tôi không có quản ngại gì cả. Cấp trên có hỗ trợ về kinh phí xây dựng nông thôn mới, nhưng chúng tôi đóng góp rất nhiều. Từ một tỉnh nghèo thuần nông, cơ sở hạ tầng đô thị thấp kém, đến nay kinh tế của Phú Thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,58%, nằm trong nhóm 15 địa phương có tốc độ tăng trưởng khá trong cả nước. Quy mô kinh tế tăng trên 1,3 lần so với năm 2020, vượt mốc 100.000 tỷ đồng, đứng thứ 34 trên 63 tỉnh thành và đứng thứ 3 trong 14 tỉnh trong vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thể hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Đất tổ cũng ghi dấu bước phát triển toàn diện trên các mặt đời sống văn hóa xã hội. Giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. 4 năm liên tiếp, điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông xếp thứ 8 toàn quốc. Kết quả thi học sinh giỏi duy trì nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Tất cả đang đồng lòng để đầu tư cho nguồn lực tương lai vì sự nghiệp trăm năm trồng người. Học tập và làm theo lời Bác đã tác động rất là sâu sắc đối với bản thân tôi cũng như đối với toàn thể các đồng chí giáo viên ở trong cơ quan. Trong giảng dạy thì bản thân tôi thì luôn cố gắng tìm hiểu các cái phương pháp dạy học mới nhất, phù hợp nhất để áp dụng vào trong bài giảng để giúp cho các em học sinh cảm thấy hiểu bài hơn và yêu thích môn học hơn. Y tế cũng là điểm sáng của Phú Thọ, với hệ thống y tế cơ sở được củng cố phát triển rộng khắp. 100% trạm y tế đã có bác sĩ làm việc. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, với 100% cơ sở khám chữa bệnh đạt chất lượng từ mức 3 trở lên. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ khám chữa bệnh đạt trên 98%. Phú Thọ là một trong những tỉnh dẫn đầu về triển khai thành công bệnh án điện tử và có tỷ lệ chuyển tuyến thấp nhất toàn quốc. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Các giá trị văn hóa vùng đất tổ, đặc biệt là hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan Phú Thọ được bảo tồn hiệu quả và ngày càng phát huy sức mạnh mềm trong đời sống hiện đại. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển, góp phần xây dựng hình ảnh con người giàu tính nhân văn, mang đậm tình người đất tổ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm nhằm chăm lo cho tất cả người dân. Quốc phòng an ninh được tăng cường giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phú Thọ đã phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn khắc ghi lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong học tập, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng mà cha ông đã gây dựng ngàn đời nay. Phương châm của chúng tôi là tạo ra cái nhu cầu thi đua cho mỗi cá nhân, mỗi cơ quan đơn vị. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi tạo ra cái động lực chung
tạo thành sức mạnh tổng thể để trong quá trình là tập trung được cái sức mạnh để vào thực hiện cái nhiệm vụ chính trị trung tâm của mỗi cơ quan đơn vị ở những cái thời điểm, những cái nhiệm vụ nhất định, đã góp phần quan trọng trong cái việc xây dựng được cái trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn bộ các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang. Giá trị tư tưởng tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi đường cho lớp lớp cán bộ đảng viên, nhân dân tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. Những năm qua, Phú Thọ đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhờ vậy đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và làm chuyển biến trong hành động của từng cán bộ đảng viên với tinh thần việc gì có lợi cho dân, dù khó khăn đến mấy cũng làm cho bằng được. Học tập và làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, hết lòng phục vụ nhân dân. Vững bước theo Đảng, theo Bác, những con lạc cháu Hồng hôm nay vẫn đang phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực đưa quê hương đất tổ ngày càng phát triển, xứng đáng là vùng đất tổ cội nguồn, nơi các vua Hùng đã chọn là kinh đô đầu tiên của người Việt, và cũng là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau phải giữ gìn giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã gây dựng. Với khát vọng thịnh vượng, biến khó khăn thành cơ hội, phát huy lợi thế sẵn có, Phú Thọ đang tiến những bước vững chắc để đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, hiện thực hóa mong mỏi của Bác Hồ, đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh tiên tiến không chỉ của miền Bắc mà còn của cả nước. Bức phù điêu mới bằng đồng, Bác Hồ nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, được Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ xây dựng và hoàn thành vào tháng 3 năm 2024. Công trình này là biểu tượng của niềm tin yêu, sự kính trọng của quân đội, đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ và đồng bào cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, để viết tiếp bài ca đất nước trong vận hội mới, để giang sơn gấm vóc cha ông ta gây dựng sẽ trường tồn muôn đời. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đặc biệt tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.